ngàn đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Yeah. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trung hoài thật mệt. Để nhãn đốc tạo thành ra sánh không đủ năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình quay số trúng thưởng. Xé nhãn liền tay trúng ngay 10 triệu. Chương trình được thực hiện bởi các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number One, Number One chanh, Number One dâu và Number One hạt tiêu chanh muối. Đến với buổi quay số trúng thưởng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bạn Thập Thị Mỹ Liên, là đại diện cho người tiêu dùng. Và bạn Liên sẽ là người giúp chúng ta quay số để tìm ra các chủ nhân may mắn nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hướng mắt vào màn hình máy tính để xem trong ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân may mắn nhận về cho mình 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt nhé. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn N-A-7-R-D-E-A-G có thêm bao số cuối 1283 là vị chủ nhân may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Và ai sẽ là chủ nhân may mắn thứ hai? Vâng, chúng tôi xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 6H7TZ3N-Y có thêm bao số cuối 4357 là vị chủ nhân may mắn thứ hai. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 6FW8QAQE có thêm bao số cuối 3915 là vị chủ nhân may mắn thứ ba. Và ai sẽ là chủ nhân may mắn cuối cùng? Vâng, chúng tôi xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn WKIBUGBB có thêm bao số cuối 2635 là vị chủ nhân may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt trong ngày hôm nay. Ngoài 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt mỗi ngày, chúng tôi còn tiến hành quay số để tìm ra 300 chủ nhân may mắn của các thẻ cào di động trị giá 50.000 đồng. Xin mời Liên quay số. Để có cơ hội tham dự chương trình, sẽ nhãn liền tay trúng ngay 10 triệu và nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Rất đơn giản, quý vị và các bạn chỉ cần mua ngay cho mình các sản phẩm bất kỳ đến từ các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number One, Number One chanh, Number One dâu hoặc Number One hạt tiêu chanh muối. Đừng quên xé nhãn và soạn tin nhắn theo cú pháp mã code gửi về tổng đài 6020. Hoặc quý vị có thể nhập mật mã code hoàn toàn miễn phí trên website dùng kiều mỗi ngày chấm cơm. Và thời gian quay số của chúng tôi được diễn ra liên tục hàng ngày từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các mã số may mắn đã được hiện lên. Một lần nữa, thay mặt cho chương trình xin gửi lời chúc mừng đến các chủ nhân may mắn đã nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Mọi thông tin và liên hệ chi tiết, quý vị vui lòng gọi về số 1800545478 hoặc quý vị có thể truy cập vào website chục triệu mỗi ngày chấm cơm. Ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo sở hữu các giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình? Đó có thể là bạn. Vì vậy quý vị đừng quên đón xem kết quả được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên website chục triệu mỗi ngày chấm cơm nhé. Và xin cảm ơn Ly đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài thật mệt. Sẽ nhãn đốc tạo thành trà xanh không đủ năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.